Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con là Phạm Phương, sống ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ạ. Và con là một Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng của tôi Hương Hòa. Và sau khi được nghe những chia sẻ của sư phụ về bài hát Tán Dương Ân Đức của Tam Bảo thì con cảm thấy vô cùng ý nghĩa, và con cũng rất hoan hỉ và hạnh phúc khi được thực hành theo lời huấn dẫn của sư phụ, đó là hát vang bài hát này để tán dương và tri ân công đức của Tam Bảo ạ.